Bình Khánh ngày 30 Tết. Người đi về quê ăn Tết, đâu đó vẫn có vài người bán vé số trên phà. Em rút lại một tờ đi, coi tờ nào may mắn. Ủa, em người Cần Giờ luôn hả? Vé số cuối năm 018623. 30 Tết. Chuyến xe buýt Sài Gòn Cần Giờ số 75, giá vé chỉ có 6.000 đồng một lượt thôi. Ở trên xe đó có máy lạnh. Đến huyện Cần Giờ, từ Sài Gòn đi xe và phà qua đây mất khoảng 40 phút. Do hôm nay là ngày 30 Tết nên không có đông. Bình thường nếu mà kẹt phà, kẹt xe có thể đi mất hơn cả tiếng. Bánh bao. Bánh mì, heo quay, vịt quay. Bánh mì, heo quay, ở trên là vịt quay. Ổ bánh mì nhiêu chị? 15.000. Ồ, 15.000 là bánh mì heo quay hay bánh mì vịt quay? Heo quay. Heo quay, dạ. Nè, dăng vô mình đó. Ồ, mỡ ngon quá hả, chảy ra hết luôn rồi. Ê, man ô chôn đồng, hàn kề. Mua vô. Ổ vịt này nhà mình quay hay mình mua chờ cô? Nhà quay luôn hả? Wow, đã ghê ta. Một con vịt 270, một con vịt 270. Ổ bánh mì ngon quá, 15.000 à. Đó, đây, rồi mời bác ăn. Nè, masisoyo, ngon. Masisoyo. Nè. Quá. Ổ bánh mì. Chưa bỏ thịt. Dạ, chưa bỏ thịt. Đã mua bỏ thịt chưa? Đây là đường rừng sát Cần Giờ. Đường xá không tốt nên xe nhảy như ngựa. Nhảy như ngựa ý là mặt đường gồ ghề nên xe bị tâng lên tâng xuống. Tâng lên tâng xuống, nhảy lên nhảy xuống. Xe nhảy như ngựa. Đấy, tâng lên tâng xuống đấy. Đấy. Đấy gọi là tâng lên tâng xuống. Cho khỉ ăn, cho khỉ ăn.
Mấy con khỉ này ăn gạo. Ủa gạo này có rang không anh? Ăn gạo không như thế hả? Em tự nấu cơm nhớ ăn chứ, ăn gạo thôi. Ê, mấy con khỉ quýnh lộn. Dành ăn quýnh lộn. Ê, à, dữ quá. Còn khỉ ăn cam. Thông minh hả? À, thật là thông minh. Ừ, thông minh quá trời. Thì cái xưa nán ta. Con này là con đực cả. Khỉ bắc chí. Khỉ bắc chí bắc rừng. Bắc chí bắc rừng xong rồi ăn luôn. Đấy, đàn bắc chí đấy. Chí bắc rừng. Đi cano trong rừng Đức ở Cần Giờ tới chiến khu rừng Sát. Cano đi cano. Thank you.
Đây là cây đước. Cây đước. Rễ cây đước. Rễ cây đước. Rễ cây đước. Mua bạch tuộc ở Cần Giờ 1 kg 400 ngàn. Oh yeah. Đây sashimi mandong 400 ngàn 1 kg. Bây giờ chàng chàng giá đó cho chị. Giá cả tôi xem rất là tốt. Cái này sự tăng là bao nhiêu tiền tiền à? Hả? Sự tăng là tiền bao nhiêu tiền? 你看这是不是一公斤的？不是，汤面就是。哎，这。OK。这样，直接就上不了的。 Not yet, not yet. Oh, bạch tuộc nướng, ê bạch tuộc lẩu. À. Phô lô. Lẩu bạch tuộc. Đi bé khó lo. Đi bé khó lo. Sư chí. Sư chí, chí xa của chàng. Sư chí. Chí xa của. Nè, nè, nè. Nà chú. Nà chú nghe. Nà chú nghe. Đây là một ngôi nhà ở Cần Giờ. Ngôi nhà nó có vườn, khá là thoáng mát. Ở đây có cái này là lu nước. Lu nước. Đây, trong lu nước có cá nha. Kế bên là cái ớt nè. Cái ớt, quả ớt. Mấy người khách đang nằm võng. Nằm võng. Ủa chị, cái này là quả bứa hả? Cái này cây bứa hả chị? Quả bứa. Quả bứa này dùng để nấu canh chua, rất là chua. Bứa. Ư, a, ư, bờ, ư, bưa, sắc, bứa, bứa. Đấy, trong nhà như thế này. Cuộc sống rất là giản đơn. Ngoài sao có cái hồ nuôi cá. Hey. Ở bên đó có cái vàng bầu. Vàng bầu. Ồ, quả bầu đây. Ồ, xin lỗi, cái này phải bầu, cái này là bí. Cái này là vàng bí, quả bí. Đấy. Chưa. Quá được quá. Hoa bí, hoa bí.